it up. Anh giảm giá cho em 15% nhé, 15 tỷ. Xứng đáng không? Quá là rẻ, quá là rẻ, quá là rẻ. Xin chào mọi người, thì hiện tại mình đang ở một cái chung cư 3 phòng ngủ tại Vinhome Landmark 81. Và khi mà bước vào cửa thì điều đầu tiên mình thấy đó là hệ thống smart home. Cái này được trung tâm có thời tiết này rồi chuông rồi. Có điều khiển thang máy chắc là cho khách lên, là kiểu đó giờ mình chưa bao giờ mình được đụng vô những cái hệ thống smart home này. Đây đây. Sao anh chỉnh mà em vẫn chưa thấy. À có đây đây đây. Đèn chùm. Nó thật là kiểu cái hệ thống này nó thật là phức tạp. Fresh Air này thì chắc là kiểu lọc không khí hả? Ừ. Thì thay vì có một cái máy lọc không khí thì em nghĩ hệ thống này là nó có sẵn luôn. Tin nhắn để mình đọc tin nhắn. Và nếu mà ở dưới tiếp tân gọi lên thì em nghĩ là cũng gọi qua cái hệ thống này. Bên đây là những cái hệ thống công tắc, cũng là đèn công tắc tông không được đụng vào. Cũng là mấy cái đèn cảm ứng. Đấy, còn bên cạnh đó thì có những cái công tắc đèn cơ bản bình thường. Đi đây. Để tôi mở đèn nha. Trời ơi. Anh ơi, anh đẹp trai rồi, anh nhìn gì nữa, anh soi gì nữa. Không ai bảo mình tóc rửa hơi. Cái lavabo đẹp. Lavabo này cá nhân em thấy thì nó có hơi thấp với em. Ừ. Với hơi cũng hơi bè đó, cũng hơi dễ bị bắn ở trong này. Cái gương này là gương backlight đấy. Em thấy cái gương này bây giờ cũng khá là trend, nhiều người làm nè. Tại vì anh biết được cái tên của nó là gương backlight. Dạ. Rồi mình ra hàng sẽ hỏi là gương backlight. Đúng rồi, hoặc là mình Google cũng được. Hoặc là mình là gương giống ở Vinhome. Thì cái tủ này mình nghĩ là làm bằng gỗ sồi, nhìn nó cũng hiện đại. Và nó có thể vừa được trang trí và ở bên trong này chắc là gỗ sồi. Em nghĩ là gỗ sồi, nhìn giống gỗ sồi. Ừ. Màu kiểu sồi đúng. Màu nhìn nó ấm. Họ để một cái vách ngăn ở đây là để cái luồng khí từ cửa đi vào nó được chặn lại, nó được giảm lại, chứ không có khí ùn thẳng vào. Đây là sự kiện của Oppo mà họ đang bày những cái tea break ở đây, kiểu cực kỳ hợp lý luôn á. Dạ vâng. Việc Oppo chọn một cái căn hộ như thế này thì nó là sản phẩm mình khá, để mà hay non sản phẩm mình khá là hay. Thì phòng khách này được trang trí khá là khác với lại những gì mình thấy ở ngoài. Ở bên này là không có gỗ nhiều, màu nó cũng sáng hơn một chút. Vào đây bắt đầu chuyển sang phòng hiện đại rồi. Thực ra bọn mình cũng không rõ cái này là phong cách gì, cứ gọi là phong cách hiện đại bởi vì là những cái mà hiện đại nhất đều được ứng dụng vào, ví dụ như là cái bàn mà có cái đường biển, mấy cái G ở đây này, vậy này. Nó cũng kiểu cái này là phải kéo tay chứ không có mở máy đâu nhỉ. Không em dừng lại. Nani? Mà kéo tay lên mình này đâu. Trời ơi. Cái gì mà kéo tay mọi người, và mời chúng ta phong cách sẽ thông ra tại ban công. À, cái này là kéo qua hai bên. Em gọi là nhà cửa công việc nào em? Dạ dạo này nhà cửa công việc em tốt ạ. Mà sao em? Em chưa có vợ. Chưa có vợ à? Dạ em nhầm đi. Anh nhầm em như này này. Anh nhầm em với Duy Anh rồi. Ồ vậy. Ồ em là ai? À em là Huy đúng không? Dạ vâng, okay. Em là Huy. À đây là cái view ban công của chúng ta. Là mọi người sẽ nhìn thấy ở những nơi khác và nhìn thấy Landmark 81. Nó toàn kính như vậy thì cái ban công của nó sẽ như thế nào đúng không? Thì là ở dưới là kính. Kính khá là cao, chiếm hết một nửa cái nhà rồi. Ừ. Và bên kia thì là view của cầu Sài Gòn hướng qua phía quận 2. Ở dưới thì là những căn biệt thự hàng tỷ của Vinhome. Mình nghĩ là cái căn này cũng hơi góc một tí ha. Ủa căn này là căn góc em. Ủa cái này căn góc luôn đó hả? Ừ. Rồi. Ông người ngồi đây đọc sách. Chỗ này thì hôm nào mưa ra đây ngồi cũng được. Để ly nước ở trên này. Ừ, ngắm mưa. Ủa, những cái sông này nó dày á, để được cả nước, để được cả điện thoại luôn. Cũng lãng mạn mà em nghĩ cho Giang nó sẽ thích cái view này lắm á. Ê cái những cái view này cũng thích, ở dưới còn có mấy cái cano nó đi qua đi lại, trời ơi, cuộc sống thật sự đi mọi người. Ở đây chỉ để một cái bàn làm việc, trong khi ở đây hoàn toàn có thể là một cái phòng ngủ. Nhưng mà mới làm việc đi em, mới xin mời làm. À không, nhưng mà thật ra cái chỗ này thay vì một bàn làm việc thì có thể là một cái khu ăn uống. Này à, bên trong này cũng có một cái bàn cũng có thể ngồi đọc sách làm việc được nè. Cái bàn anh nghĩ là Oppo họ kê vào em. Tại vì ngay đây là cái cửa à, có thể là nó để sát tường. Và trên tay mình đây có hai chiếc điện thoại. Chiếc này là Oppo Reno 4 và chiếc này là Oppo Reno 4 Pro. Và trên tay mình là chiếc Oppo Reno 4 Pro. Thì trước mắt là mình thấy có 4 cụm camera nhìn khá là ngầu và cũng được bao bọc bởi một lớp kính. Còn về chiếc gương điện thoại thì là được hoàn thiện bởi một cái lớp mat cũng là kính luôn. Nhìn sờ cũng khá là đã.
Tính năng đầu tiên mà mình ấn tượng tới Oppo là chân dung màu AI. Chức năng này tô sáng màu của người trong khung hình và chuyển màu nền thành trắng đen. Không những chụp hình đâu mà quay video cũng có chân dung màu AI phân biệt người và nền, giúp chủ thể trở nên nổi bật trong khung hình. Chức năng video đơn sắc cho phép người dùng làm nổi bật những màu đỏ, xanh dương hoặc xanh lục. Còn ở phía trước thì là màn hình cong hoặc là có thể biến với dạng màn hình thác nước. Và ngoài ra thì trên màn hình cũng có một camera. Và mình cũng thích thiết kế này, nó cũng khá là gọn, nhẹ. Về độ sáng màn hình thì mình thấy độ tương phản và độ sáng cũng khá là tốt, nhìn dễ mắt, không có bị chói quá. Màn hình cong 3D có tốc độ lên đến 180Hz, ngay cả mắt thường cũng nhìn ra được sự khác biệt. Con này thì theo mình biết là nó cũng khá là nhẹ và nó cũng mỏng nữa nè. Nên là khi mà cầm các bạn có thể cầm với hai ngón tay này mà không có cảm thấy nặng. Và mình thấy cầm cũng nhẹ, tiện, thích nữa. Tiếp đến là với Oppo Reno 4. Và để so sánh với Oppo Reno 4 Pro thì Oppo Reno 4 vẫn có 4 camera. Tuy nhiên là có 3 cụm to và 1 cụm nhỏ ở đây. Thì 3 cụm to này cũng được bao bọc bởi một lớp kính. Thì những lần trước đa phần họ sẽ làm bằng kính bóng, còn lần này thì họ sẽ là một cái lớp mét kính. Thì đây là một cái ốp dạng chuyển màu gradient ấy. Thì cá nhân mình thấy khi mà cái lớp mét này nó chuyển màu nhìn nó nhẹ nhàng hơn so với lại cái lớp kính như hồi trước. Còn về đằng trước thì mặt kính này không có phải là mặt kính thác nước viền cong như là Oppo Reno 4 Pro. Tuy nhiên ở đằng trước thì sẽ có hai camera so với một cam. Màn hình thì mình thấy độ sáng và độ tương phản cũng khá là đẹp. Và đó là hai điểm khác biệt và dễ nhận ra nhất giữa hai chiếc điện thoại Oppo Reno 4 và Oppo Reno 4 Pro. Nhưng mà nếu mà để ở đây, mà để thêm cái ghế ở đây thì gối vào nó hơi nhỏ. Nhưng mà cái bàn nó cũng mỏng rồi anh nhé, để đó là phù hợp. Yeah. Thì đây là một cái master bedroom đúng không? Có được master. Dạ không, cái này chắc chắn là master. Tại vì là nó là 3 phòng ngủ nên anh nghĩ là một cái diện tích của một cái phòng ngủ nó không được rộng lắm, bởi vì đây có nhà vệ sinh. Ừ, như anh nói thì em nghĩ khả năng rất cao đây là một cái phòng, một cái căn hộ gốc. Tại vì chả có căn hộ nào mà phòng ngủ nó lại có một cái đường vòm như thế này cả. Đúng là cái cửa sổ panorama luôn á. Ôi ôi, đỉnh cao. Trời, tưởng tượng sáng ngủ dậy xong rồi kéo rèm ra, đây là mà cái view của mình. Kéo tự động chứ, kéo tự động, tay bấm một nút là xong rồi. Kiểu ánh sáng bắt đầu đi từ vào. Ôi, như cái rèm này các bạn, rèm anh thích từng mấy mày? Không, anh thích dành kiểu mành à. Kiểu cái view này em thấy nó thoáng quá. Kiểu nếu mà bên kia không có ai và mình ngồi đây thì nó cũng hay. Nhưng mà nếu mà bên kia có người và người ta nhìn thẳng trực tiếp qua bên này thì... Thực ra là không được đâu. Tại cái kính này là cái kính kiểu như là ngoài nhìn ra rất là rõ, nhưng mà trong nhìn vào thì nó toàn đen thôi. Kiệt tác đúng không em? Dạ vâng, thật là kiệt tác. Như một viên kim cương giữa lòng thành phố. Giữa lòng toilet view thành phố. Còn có kiểu xà mấy cái nút này nhìn nó cũng sang trọng nữa. Ôi ơi. Đó, phí nước rồi, phí nước rồi. Ừ, cái phòng này thì nó không master, nó không có nhà vệ sinh ở trong nhưng mà nó có vẻ như là rộng hơn. Dạ. À, có một cái phòng ngủ nữa cũng tương tự như thế này. Ở phòng bên kia nhưng mà chưa dọn nên bọn mình tiện không quay, chỉ biết là ba phòng ngủ và hai phòng sẽ như thế này. Ở dưới kia kìa anh. Cái bóng xanh xanh á. À, là anh Grab, anh thử anh nãy rồi. Căn góc view 1 này. Căn góc ba phòng ngủ view công viên mọi người. Căn góc. Theo như mình biết là những cái căn mà không góc như thế này á là cũng tầm 20-25 triệu một tháng, mà chỉ có hai phòng ngủ thôi. Bằng chiếc Oppo Reno 4 này anh đã tìm ra mức giá của căn hộ chúng mình đang các bạn ạ. Khoan, diện tích là bao nhiêu, diện tích căn này là bao nhiêu? Khoảng 100. 100 à, đúng yêu cầu của em, đúng yêu cầu của em. 109 mọi người. 109 mua theo như mình nghĩ 18 tỷ. Anh giảm giá cho em 15% nhá. 15 tỷ. Ồ, oh. Xứng đáng không? Quá là rẻ. Không, cũng không phải là rẻ nhưng mà xứng đáng. À. Xứng đáng em. Sale, đang sale không? Dạ. Mua luôn nhá. Anh sale cho em à? Ở thấy căn này của anh à? Anh chỉ là môi giới thôi em. Căn này là 15 tỷ nhá mọi người. Và đó là kết thúc chuyến đi tham quan Vinhome tại Landmark 81 của tụi mình. Quá là rẻ. Lên tầng 44 trên tay hai chiếc Oppo Reno 4 và Reno 4 Pro. Và sẵn tiện giới thiệu cho các bạn một căn hộ trị giá 15 tỷ. Quá là rẻ. Đấy là căn hộ căn gốc tại Vinhome Landmark 81, 3 phòng ngủ. View sông, view cầu Sài Gòn, view công viên. Và không biết mọi người nghĩ gì về căn hộ này, nó có đẹp không hay là giá tiền nó như thế nào thì hãy cho tụi mình biết. Và mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Các bạn đừng quên like, share và subscribe cho kênh S Channel nha. Bye bye. Vì chốt mua nhà đúng không? Là chốt qua anh hay là chốt qua ai để em xuống để anh sẽ liên hệ chủ cho em. Dạ vâng, để ok luôn. Còn anh thì mua được mỗi cái đấy.